Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn lịch sử lớp 6 trang 15-16, sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài 2. Thời gian trong lịch sử. Học xong bài này, em sẽ biết được một số khái niệm về thời gian trong lịch sử, biết được một số cách tính thời gian trong lịch sử, thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ, trước công nguyên, công nguyên, âm lịch, dương lịch, vân vân. Xác định thời gian xảy ra các sự kiện là một nguyên tắc cơ bản để biết và học lịch sử. Dựa vào đâu và bằng cách nào con người đã sáng tạo ra cách tính thời gian? Tại sao có nhiều cách tính thời gian khác nhau? Bài học này sẽ giúp các em có một kỹ năng quan trọng để học môn lịch sử, cách tính thời gian. Một, La Mã, âm lịch, dương lịch. Dựa vào quan sát và tính toán, người xưa đã phát hiện quy luật di chuyển của mặt trăng, trái đất, mặt trời để tính thời gian và làm ra lịch. Âm lịch là cách tính thời gian theo chu kỳ mặt trăng quay xung quanh trái đất. Thời gian mặt trăng chuyển động hết một vòng trái đất là một tháng. Dương lịch là cách tính thời gian theo chu kỳ trái đất xung quanh mặt trời. Thời gian trái đất chuyển động hết một vòng mặt trời quanh mặt trời là một năm. Câu hỏi: người xưa sáng tạo ra lịch sử dựa trên cơ sở nào? Câu đồng giao trong tư liệu 2.1 để thể hiện cách tính thời gian của người xưa theo âm lịch hay dương lịch. Thì câu đồng giao đây là 10 rằm trăng náo, 16 trăng treo, đồng giao Việt Nam. Thì các em thấy hình 2.2, ở đây là đồng hồ mặt trời. Như vậy, cách tính thời gian trong lịch sử là dựa vào thời gian mọc, lặn, di chuyển của mặt trời, mặt trăng mà người xưa đã tính và làm ra lịch. Âm lịch là cách tính lịch dựa vào sự chuyển động của mặt trăng quay quanh trái đất. Mặt trăng chuyển động một vòng quanh trái đất được tính là một tháng. Dương lịch là cách tính lịch dựa vào sự di chuyển của trái đất quay quanh mặt trời. Trái đất chuyển động một vòng quanh mặt trời được tính là một năm. Câu đồng giao 10 rằm trăng náo, 16 trăng treo thể hiện cách tính lịch của người xưa bằng cách quan sát theo cái quy luật của trăng. Trăng ngày mùng 10 thường bị mây che, không sáng. Còn trăng ngày 16 âm lịch hàng tháng tròn và sáng treo trên trời. Tiếp theo, hai, La Mã, cách tính thời gian. Dựa vào sơ đồ 2.4 và thông tin trong bài, em hãy giải thích các cái khái niệm trước công nguyên, thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ. Lịch chính thức của thế giới hiện nay dựa theo cách tính thời gian của dương lịch gọi là công lịch. Công lịch lấy một năm là năm tương truyền Chúa Giê-xu, người sáng lập đạo Thiên Chúa, ra đời làm năm đầu tiên của công nguyên. Trước năm đó là trước công nguyên. Từ năm 1 trở đi, thời gian được tính là công nguyên. Như vậy thì các em thấy ở đây là hình 2.4 sơ đồ cách tính thời gian theo công lịch. Tức là trước công nguyên là từ năm 1 trở về trước là trước công nguyên. Còn từ năm 1 trở đi là thời gian được tính là công nguyên. Hình 2.3, đây là hình tờ lịch. Một thập kỷ là 10 năm, một thế kỷ là 100 năm, một thiên niên kỷ là 1.000 năm. Hiện nay ở Việt Nam, công lịch được dùng chính thức trong văn bản của nhà nước. Tuy nhiên, âm lịch vẫn được sử dụng rộng rãi trong nhân dân. Như vậy các em sẽ trả lời câu hỏi.
Trước công nguyên là thời điểm trước khi Giê-xu được sinh ra đời. Công nguyên là kỷ nguyên bắt đầu, đơn vị tính bằng năm, tính theo năm Chúa Giê-xu ra đời. Một thập kỷ là khoảng thời gian 10 năm, một thế kỷ là khoảng thời gian 100 năm, một thiên niên kỷ là khoảng thời gian 1.000 năm. Tiếp theo luyện tập vận dụng. 1. Dựa vào sơ đồ 2.4, em hãy xác định từ thời điểm xảy ra các sự kiện ghi trên sơ đồ đến hiện tại là bao nhiêu năm, bao nhiêu thập kỷ, bao nhiêu thế kỷ. Như vậy, tính từ năm 40 khởi nghĩa Hai Bà Trưng cho đến năm hiện tại là năm 1981 là 1981 năm, tức là tính từ năm 40 khởi nghĩa Hai Bà Trưng cho đến năm hiện tại bây giờ là 1981 năm, 198 thập kỷ và 19 thế kỷ. Tính từ năm 248 khởi nghĩa Bà Triệu cho đến năm hiện tại là, tức là cho đến năm hiện tại bây giờ là 1773 năm, 177 thập kỷ và 17 thế kỷ. Tính từ năm 542 khởi nghĩa Lý Bí cho đến năm hiện tại là 1479 năm, hơn 147 thập kỷ và 14 thế kỷ. Tính từ năm 938 chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng cho đến năm hiện tại là 1083 năm, hơn 108 thập kỷ, 10 thế kỷ. Tiếp theo, vận dụng. Hai nhỏ, hãy cho biết những ngày lễ quan trọng của nước Việt Nam: Giỗ Tổ Hùng Vương, Tết Nguyên Đán, Ngày Quốc Khánh, Ngày Giải Phóng Miền Nam, Thống Nhất Đất Nước được tính theo loại lịch nào? Như vậy, các ngày lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương dựa vào lịch âm, Tết Nguyên Đán dựa vào lịch âm, Ngày Quốc Khánh dựa vào lịch dương. Số 3 nhỏ, quan sát hình 2.3, tức là hình 2.3 ở trên đó. Theo em, vì sao trên tờ lịch của chúng ta có ghi thêm ngày tháng năm âm lịch, có nên chỉ ghi một loại lịch là dương lịch không? Thì trên tờ lịch của chúng ta có ghi thêm ngày tháng năm âm lịch vì cơ sở tính âm lịch là dựa trên sự di chuyển của mặt trăng quanh trái đất. Cách tính này có liên quan chặt chẽ đến thời vụ của sản xuất nông nghiệp. Nước ta là một nước có nền kinh tế nông nghiệp từ lâu đời. Vì vậy, lịch ghi cả ngày tháng âm lịch để nông dân thực hiện sản xuất nông nghiệp theo đúng thời vụ. Tổ tiên chúng ta từ xưa đã sử dụng âm lịch nên những ngày lễ Tết cổ truyền, những ngày cúng giỗ chúng ta đều dùng ngày âm lịch. Vì thế, cần phải ghi thêm ngày âm lịch cho tương ứng với ngày dương lịch. Tiếp theo, số 4, hãy xây dựng trục thời gian những sự kiện quan trọng của cá nhân em, ví dụ năm sinh, năm vào mẫu giáo, năm vào lớp 1, năm vào lớp 6. Lưu ý, em có thể bắt đầu trục thời gian với năm sinh của em. Thì các em sẽ xây dựng một trục thời gian. Ở đây ví dụ như là năm sinh là năm 2010, tức là năm này lúc này là các em sinh. Và năm 2013 thì các em đã vào là năm vào mẫu giáo. Và vào lớp 1 thì là năm 2016. Và năm vào lớp 6 tức là năm 2021. Đó, thì đây là một cái trục thời gian những sự kiện quan trọng của cá nhân em. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn lịch sử lớp 6 của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo.
Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.